Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh đăng ký và sử dụng Trello mức cơ bản nhất. Thì buổi hôm nay thì em sẽ cố gắng hướng dẫn anh có thể làm được cái công việc của bản thân mình trước. Thì một là anh sẽ đăng nhập vào cái địa chỉ là trello.com. Sau đó thì nó sẽ hiện lên như này. Thì anh yên tâm là ở trong này nó sẽ có tiếng Việt. Còn cái trang chủ nó sẽ là tiếng Anh. Anh bấm vào nút sign up này, màu xanh. Anh nhìn và anh sẽ chọn là sign up with Google. Thì khi này anh sẽ nhập địa chỉ email của anh tại cái email Gmail của anh ấy, và anh sẽ đăng nhập vào nó. Sau khi anh đăng nhập xong thì nó sẽ có một cái Trello. Không thì em sẽ tạo thử một cái cho anh. Đây. Sau khi đăng nhập Trello xong thì nó sẽ có giao diện là có nhiều bảng. Trong mỗi bảng này thì gần như là anh sẽ sắp xếp cho một nhóm công việc, ví dụ như là bảng dành cho công việc hàng ngày, hoặc là bảng dành cho cá nhân, và bảng cho công việc ở công ty. Thì em sẽ bấm vào một bảng. Đây, cái bảng này là bảng mẫu, nó sẽ có, đây là bảng cá nhân của anh. Thì nó sẽ bao gồm, thường cái chế độ này nó sẽ có các cái phần sau. Một, đó là có các danh sách, gọi là cái list. Đây là một danh sách to do, danh sách để doing, danh sách là done. Và ở trong mỗi một cái danh sách như thế này thì nó sẽ có nhiều thẻ, gọi là card. Anh sẽ bấm vào đây, ví dụ anh thêm thẻ, và mỗi một thẻ này sẽ đại diện cho một công việc của anh. Ví dụ như là anh sẽ tạo một thẻ, khi bấm vào thì anh sẽ có thể là mô tả cái thẻ đó. Ví dụ anh đặt tiêu đề cho nó là gặp anh Nam, và thêm bấm enter hoặc là bấm add card để thêm vào. Thì sau khi anh tạo thêm thẻ xong, anh click vào đây thì nó sẽ có thông tin chi tiết về cái thẻ này, bao gồm một là tên của thẻ, cái thứ hai là về phần mô tả. Mô tả đây anh có thể ghi thêm ví dụ là danh sách các câu như vậy. Cái thứ hai nữa là em sẽ giới thiệu anh về kỹ nhất, đó là về một cái thẻ này thì sẽ có những cái tác dụng gì. Một, đó là nó sẽ có phần mô tả này. Cái thứ hai đó là phần comment, nghĩa là nếu mà có nhiều người tham gia vào trong cái bảng này và công việc này dành cho nhiều người thì mọi người có thể comment vào đây để cập nhật công việc. Ví dụ như là ngày hôm nay đã xong việc này, và ngày hôm nay đã và ngày hôm sau đã xong việc kia, thì mỗi người sẽ comment vào đây. Ngoài ra thì anh có khả năng là gắn tên của những cái công việc nào mà anh muốn giao cho ai đó thì anh sẽ gắn tên vào đó. Đấy, sẽ bấm nút member, và nếu mà tiếng Việt thì nó sẽ là thành viên. Mình bấm vào đây chẳng hạn. Hiện tại thì ở đây trong cái bảng này vẫn chỉ có em thôi. Còn bây giờ em sẽ ví dụ như là sang bảng công việc của em đang làm chẳng hạn. Ví dụ như là đang tuyển sale online chẳng hạn. Thì khi bấm vào thành viên, ở đây sẽ có rất nhiều thành viên, ví dụ là Hoài Nam này, hoặc Đức Anh này, hoặc là Mưu Vân này, hoặc là Thuận. Thì khi anh bấm vào thì nó sẽ có thêm thành viên được giao đây, và như thế thì anh sẽ nắm bắt được rằng là ai đang làm công việc gì. Tiếp đến là cái gắn nhãn. Nhãn này giúp cho anh có thể dễ hiểu hơn về, và cái này có thể tùy biến được xem là cái công việc này mức độ hệ trọng của nó. Ví dụ như là cái nhãn này anh sẽ đặt tên cho nó là công việc được ưu tiên, và anh sẽ gắn nhãn cho nó. Thì ở đây nó sẽ thể hiện rằng là cái thẻ này là cần phải được làm việc và là được ưu tiên đầu tiên. Còn ví dụ là có những cái nhãn khác như là nhãn để sau hoặc là chưa ưu, để nó chưa ưu tiên cả. Thì anh có thể tùy biến xem là gắn nhãn là gì. Thì và khi mà anh sẽ vào cái bảng công việc chung thì anh sẽ xem được cái thứ tự các cái gắn nhãn ở bên em đang áp dụng. Tiếp đến đó là ngoài ra thì anh có thể tạo một cái checklist hoặc là một cái danh sách công việc, ví dụ như là một cái công việc lớn như là chuẩn bị cho lễ khai trương thì khi này anh sẽ có khi anh sẽ đặt tên trong cái checklist là công việc cần làm. Em thêm vào, nó sẽ thêm một cái danh sách công việc ở đây. Anh có thể ghi thêm nhiều cái đầu việc vào, ví dụ như là lập fanpage, enter một cái, mở chi nhánh
khi mà anh xong một đầu công việc thì anh có thể tích vào, nó tích ở đây và nó sẽ thể hiện rằng là bao nhiêu phần trăm công việc anh đã hoàn thành, ở đây nó sẽ thể hiện là bao nhiêu phần trăm công việc anh đã hoàn thành. Okay. Ngoài ra thì anh có thể đặt được đó là hạn hạn cần phải làm xong của công việc đó, ví dụ như là em sẽ đặt vào ngày 16, ngày 16 tháng 8 và vào lúc 8 giờ tối chẳng hạn, và bấm lưu lại thì nó sẽ có thông báo đây là ngày hết hạn sẽ là ngày mai lúc 8 giờ tối mai, và nó sắp hết hạn rồi nên anh cần phải xử lý công việc này sớm hơn và sớm nhất có thể, kiểu như vậy. Ngoài ra thì anh có thể gắn thêm thông tin, ví dụ như là em giao một cái công việc gì đó cho Thuận và em nói rằng là em cần phải xử lý cái file hợp đồng này cho anh, thì em sẽ gắn cái hợp đồng đó bằng cách là bấm attachment và em sẽ chọn ở đây, anh có thể chọn được nhiều nơi mà tốt nhất anh chọn từ máy tính của mình hoặc computer, anh chọn một cái file gì đó bất kỳ và thêm vào, thì tất cả mọi người sẽ nhìn được cái file này và mọi người sẽ xem được. Ok, thì đấy là những cái cơ bản nhất về thẻ. Sau khi anh tạo được những cái thẻ như này rồi thì anh sẽ có rất nhiều được công việc, và khi mà đây là danh sách những công việc to do sẽ là danh sách những cái công việc anh đang làm, em sẽ chuyển ra bảng công việc chung để cho anh dễ hình dung hơn. Ví dụ đây là danh sách những công việc cần làm, những cần làm những công việc mà chưa làm xong nhưng mà sẽ chuẩn bị làm đến khi mà mình có thời gian, sau đó là danh sách những công việc mình đang làm và những cái công việc mình đang làm ở trong hiện tại. Khi anh làm xong một công việc ở khu vực đang làm, ví dụ như là đăng ký viết gai chẳng hạn, ngày hết hạn nó là 19 tháng 6 đã bị qua rồi thì em chưa làm xong, và em muốn, và sau khi em làm xong nó rồi thì em sẽ giữ, em nhấn vào giữ nó, nhấn vào giữ nó và kéo sang khu vực đã hoàn thành, để đăng danh sách đã hoàn thành thì chứng tỏ là công việc đã xong. Và tiếp đến thì em muốn chọn, ví dụ như ở trong này nó không chưa có đồ việc nào của em chẳng hạn, và bên này có đồ việc và em chưa biết là bây giờ mình làm gì tiếp theo, mình sẽ nhìn sang một cuộc cần làm và em sẽ chọn là thiết kế hệ thống folder và em chuyển sang đang làm, thì lúc này em sẽ nhận biết được rằng là em đang làm công việc là thiết kế hệ thống folder và em sẽ bắt đầu ghi chú những cái công đồ việc em cần làm ở đây, ví dụ như là hệ thống yêu cầu là gì, ai sẽ xảy ra, gần như đây cũng sẽ là một cái bản nháp của em về cái công việc này. Và sau khi xong, nếu mà sau khi em hoàn thành xong thì em cho đã hoàn thành, thì đấy là cơ bản nhất về một cái bảng của trên Trello, thì thường là sẽ có ba cột cần làm, đang làm và đã hoàn thành. Ngoài ra thì anh có thể làm thêm nhiều cột khác nữa với có tính chất khác nhau, ví dụ như là về lịch tổng, đây là lịch hàng tuần chứa các cái đồ việc của mình từ trong một tuần, ví dụ tuần từ 16 tháng 7 đến 21 tháng 7 có tuần này, trong đó có chi tiết là ngày thứ hai sẽ làm gì, thứ ba sẽ làm gì, thứ tư sẽ làm gì, và tương ứng thì khi nào anh đi làm thì anh sẽ kiểm tra xem là tuần này mình có những công việc nào mình chưa làm xong. Ngoài ra thì có những thẻ thông tin cần biết, thì anh có thể bấm vào anh lấy thông tin, ví dụ anh hỏi là cái tài khoản, cái số điện thoại, ví dụ danh sách liên lạc này sẽ chứa số điện thoại của tất cả những người mà em có và tham gia làm việc với Zimbabwe chẳng hạn, ví dụ như là bên website hay là chị Linh của anh hay là Thúy nhân viên bán hàng thì sẽ chứa hết ở đây. Thì đối với một cái công việc về bảng cá nhân của anh thì nó sẽ thường sẽ có dạng đơn giản hơn, đó những cái công việc đang làm đã làm. Ngoài ra thì có những cái ghi chú của anh có thể thêm vào được. Thì đây là về cơ bản nhất về việc sử dụng Trello. Thì em nghĩ là công việc đầu tiên của anh thì anh nên tạo một cái thói quen về việc là lưu trữ hết tất cả các cái công việc anh cần làm trong một ngày, cái cá nhân của anh thôi, lên trên này. Và anh buổi sáng thì anh sẽ liệt kê xem danh sách là những cái việc hôm nay anh cần làm là gì, và buổi tối thì anh sẽ tổng kết lại, anh sẽ di chuyển các cái thẻ đó từ cái việc là từ doing sang done, hay còn gọi là đã làm xong ở đây, thì anh sẽ có thể bắt được hàng ngày. Thì anh sẽ cứ làm những cái thẻ về công việc cần làm trong sắp tới và đang làm, sau đó đến cuối ngày thì anh sẽ đối soát và xem là những cái nào đã xong rồi thì anh sẽ chuyển sang về công việc đã hoàn thành là xong. Ok, vậy là kết thúc về giới thiệu cơ bản của Trello.